quay chưa? Rồi. Anh em ngồi đây. À, tình hình là cái ngõ bún đậu của nhà em cũng sắp chết đến nơi rồi. Hai vợ chồng em chuẩn bị ra làm cửu vạn không ai thuê. Nên là nhà em đây có mọi người lưu ý này. Sợ dịch không ra đường, gọi hai số điện thoại là bên em ship. Đó. Quán em bây giờ sẽ bán sớm hơn. Quán bán từ 9 giờ sáng đấy, đến 10 giờ tối. Nhưng mà sẽ mở cửa từng người vào một. Bởi vì là công suất là 30 người. Nên là buổi tối các anh các chị mà không ghé được thì các anh chị gọi điện bên em ship. Đó, cái phải nhanh chứ bà. Bà nghĩ gì tôi không nhanh thì tôi chắc tôi chết đói. Quay đây. Bà kia, tôi không nhanh chứ tôi chết đói đó bà. Đó em. Ba ngày bà. Ủa mấy ngày? Một tuần. Người ta cấm một tuần nha bà. Cái xóm mình có đi du lịch không? Hay đi cứ thủ Đức mình chơi. Thật sự cái quán bây giờ ấy mà mong lúc nào mà có 30 người khách là một điều không thể. Quán đông nhất 8 người. Có giấy xuống rồi cho ông lên cổ phường rồi. Nên là các bác thông cảm cứ gọi cho em. Em sắp chết đến nơi rồi. Các bác thông cảm em giá khắp nơi. Đó em photo em mấy ông đèo. Em dám với bà một tấm tao thôi nào. Nên các bác thông cảm giùm em nha. Em có chết là em đéo chết đâu. Bởi vì nhà em quyền em phép em. Em thích thì em bán, em không thích thì không. Nhưng mà giờ nhân viên nhà em nó đi đâu mà về đâu. Các anh chị giúp em này, tối không đi ra ăn được thì alo bên em ship. Đó, alo bên em ship đó. Mai em sẽ đi ship luôn. Để đảm bảo nói chung là một tháng là đủ kiếm tiền tiền nước. Hôm qua mới vay được 200 củ giấy yên tâm. Tiền nhân viên vẫn đủ. Em thông cảm giùm em nha. Buổi trưa, buổi sáng em bán từ 9 giờ sáng. Đó. Nếu mà các anh chị ăn ví dụ như chuẩn bị đến để chuẩn bị đến lấy hàng á thì các anh chị gọi trước vào số 0283 837709, nói là alo bún đậu khô khan à, 15 phút nữa hay 8:30 9:00 7:30 6:00 chiều, từ sau 18 giờ nếu anh chị không đến được họ một lúc anh đến anh lấy, một lúc anh đến chị đến chị lấy thì bên em sẽ canh và bọn em sẽ làm trước chờ bên chị ăn cái gì. Còn đâu nếu như mà ship đi xa thì ví dụ như Thủ Đức là 1, Hóc Môn là 2, quận 12 là 2, là 3. Là bên em không ship được. Nếu như các anh chị đồng ý ship là chuyển khoản tài khoản bên em, gọi điện bên em thì bên em sẽ đọc số tài khoản, chuyển khoản em mới ship được. Đừng buôn bán rồi lỗ lắm. Mà bom hàng em thì mày em cắt cổ chứ thật sự đấy, chứ đéo phải đùa đâu. Còn hồi xưa bây giờ các bạn up now, up the leverage gì đấy là nó bắt em trả 40%. Cho em bán hàng trên đấy thôi thì mày 40% làm đĩ luôn cho nhanh. Nên là thôi em đéo mẹ cần bán trên bọn Abelazi đâu. Ôi rồi ôi 50 người đầu đến rồi mình chết mẹ chứ vừa làm. Ôi rồi ôi 50 người đầu đến rồi nghe. Mày quay là 50 người đầu này. Đấy 50 người đầu đến rồi. Chết đi cho mày vừa làm. Ôi rồi dạo này không đi chơi gái thế nào. Làm đồng to vú to tay. Đấy quán em mới chỉ 4-5 người khách thôi. Mà bây giờ mà xuống phạt em chết mẹ cho rồi. Không có thẻ cả. Nhà chị không có thẻ cả, trời ơi em ơi. 0.2% tiền cả thẻ chị chết con mẹ chị được rồi nào. Còn 20 căn. Khổ lắm, em báo cho chị nghe này. Đây này, đéo ai như em đâu rồi, em đi xin bao quần áo đây này. Đi xin bao. Ông xã, đây quần áo này, ông xã chọc nha, ông xã chọc mới đi xin về đây này. Đây này, ra đây, mở ra đi xem nào. Thấy không? Cái này đi xin quần áo của thằng bạn. Về cho nhân viên mặc. Xin quần áo cho nhân viên mặc. Lấy con dao đi. Đưa cho gì? Vậy là dẹp bàn không cho ngồi nhưng mà cho ship về. Đó, thích cái nào? Này áo phông này. Đó, đẹp đó. Đó, quần áo đi xin về. Rồi ông xã lấy quần đi. Thôi, để cho ai ra cho. Đó, để xin về cho nhân viên. Nghe con mẹ nói chưa? Nhỏ không? Nhỏ rồi,
Ông có to được với ai hả ông nội?